bạn đã quay trở lại Clickbuy Channel. Và trên mặt bàn mình hiện nay chính là hai chiếc Xiaomi Redmi Note 4 và W Phone S1. Và các công năng của chúng ta hôm nay sẽ speed test xem là hai chiếc máy này thì mèo nào ăn mèo nào. Bởi vì sao hai chiếc máy này đang cùng nằm trong phân khúc giá là 4 triệu đồng. Chiếc Xiaomi Redmi Note 4 ở đây mình là có phiên bản là 2GB RAM và 16GB bộ nhớ trong. Kèm theo đó là con WS1 là với RAM là 4GB và 64GB bộ nhớ trong. Con chip sử dụng trên chiếc Redmi Note 4 chính là Helio X20. Còn bên W Phone S1 chính là Snapdragon 430. Và chúng ta sẽ không dài dòng nữa, sẽ vào speed test luôn để xem là hiệu năng giữa hai máy này thì máy nào hơn nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử khởi động lại hai máy xem máy nào nhanh hơn nhá. Ok, 3, 2, 1. Vâng, và chiếc W Phone S1 đã khởi động lên trước với Xiaomi rất là nhiều. Có thể Xiaomi có vẻ có đoạn khởi động này khá là lâu. Mình sẽ đợi cho nó lên và kiểm tra đa nhiệm bên này trước nhá. Rồi ok, Xiaomi cũng đã lên. Đây các bạn thấy nhá, không có một ứng dụng nào đa nhiệm luôn. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào bài test luôn. Đầu tiên sẽ là ứng dụng Facebook. Chúng ta sẽ đến với là 3, 2, 1. Có vẻ như là chiếc W Phone nó vào trước. Đó, chiếc W Phone nó vào trước rồi. Rồi ok, mình sẽ để ở đây để cho nó xem có đa nhiệm không nhá. Chúng ta đến với tựa game đầu tiên, đó chính là Smart Hit. 3, 2, 1. Có vẻ như W Phone S1 loát nhanh hơn thì phải. À không, vâng. Chiếc Xiaomi Redmi Note 4 nó vào trước. Chúng ta sẽ để cho tựa game này chơi một lúc. Đến với tựa game thứ 2, chúng ta đến với Zombie Tsunami. 3, 2, 1. À vâng, ở hai tựa game này thì có thể coi là hòa nhau. Nếu vào trước thì W Phone vào trước, tuy nhiên nó chỉ là 1 giây, cái này thì không đáng kể. À không, quên, mình quên mất. Chúng ta sẽ để cho nó chơi. Ok nhá. Đến với tựa game tiếp theo, chúng ta đến với Fruit Ninja. 3, 2, 1. Vâng, Fruit Ninja thì Redmi Note 4 vào trước, tuy nhiên thì S1 đuổi ngay đằng sau. Không có vấn đề gì cả. Chơi nào. Rồi ok, mình sẽ để ở đây. Và đến với tựa game tiếp theo, Subway Surfer. Vâng, lần này thì Xiaomi Redmi 4 đã vào trước. WS1 cũng đuổi ngay sau, không có vấn đề gì cả. Có vẻ như là hai con chip này có vẻ hiệu năng ngang nhau đấy. Chúng ta đến với Z-Back Joyride. 3, 2, 1. Rồi, Z-Back Joyride. Redmi Note 4 vào trước. Chúng ta sẽ để cho máy chạy tiếp. Và tiếp theo là một tựa game nặng đầu tiên, Temple Run 2. 3, 2, 1. Vâng, Xiaomi Redmi Note 4 có vẻ như đã vào trước. Đúng như vậy, Redmi Note 4 đã vào trước. Và đến với tựa game cuối cùng, chúng ta có Advan 8. 3, 2, 1. Vâng, hai máy đều vào ngang nhau. Vâng, công nhận là hai máy này có hiệu năng ngang nhau. Ok, chúng ta sẽ thử vào một màn chơi. 3, 2, 1. Vâng, Xiaomi Redmi Note 4 đã loát màn chơi trước rồi. Nào, WS1 đâu, lâu quá. Vậy là vừa rồi đã kết thúc màn so sánh hiệu năng. Có vẻ như là hai chiếc máy này đều có hiệu năng là ngang nhau. Còn chiếc Snapdragon 430 và Helio X20 có hiệu năng là ngang bằng. Chúng ta sẽ đến với màn đa nhiệm 4GB RAM và 2GB RAM. Xem là máy nào ăn máy nào. Cái đoạn này chắc các bạn đoán rồi đúng không? Mình sẽ thử ngược đi. Với Advan 8 trước nhá. 3, 2, 1. Vâng, với Advan 8 thì hai máy đã còn nguyên. Chúng ta đến với Temple Run 2. Vâng, ở Temple Run 2 thì WM1 vẫn đa nhiệm được, còn với Xiaomi Redmi Note 4 đã phải load lại game.
các bạn nhìn thấy nhá. Rồi mình sẽ back ra. Đến với Z-Back Zorai xem nào. Vâng, Z-Back Zorai thì SIM Unit 1 nó phải loát lại. Còn con này vẫn chạy bình thường. Ok. Đến với Subway Surfer. Có vẻ 4GB RAM trên WN1 mà làm việc khá là tốt. Subway Surfer của Redmi Note 4 nó phải loát lại. Chúng ta đến với Fruit Ninja. À, Fruit Ninja bên này loát lại này. Vâng, bên này thì vẫn bình thường, không phải loát lại cái tựa game nào cả. Chúng ta đến với Zombie Tsunami. Vâng, vẫn đang nhiệm bình thường, rất là tốt. Bên này cũng Redmi Note 4 nó phải loát lại. Fail rồi. Chúng ta đến với Smart Hit. Vâng, Smart Hit vẫn chạy bình thường. Bên này đã loát lại. Trời ơi, quá đen. Và Facebook. Facebook vẫn hoạt động bình thường. Bên Xiaomi Redmi Note 4 loát lại lần nữa. Và như các bạn đã có thể thấy rõ trên bản spec của mình thì về hiệu năng loát game ý, thì hai máy này đều có hiệu năng là ngang bằng nhau. Tuy nhiên đến khoản đa nhiệm thì chiếc WS1 giành chiến thắng trọn vẹn ở tất cả các tựa game, nó không phải loát lại bất cứ tựa game nào. Có vẻ như là cái tựa game mình đặt đây là hơi ít. Và mình sẽ thử speed test lại với con Oppo M1S 2017 với 4GB RAM và nhiều tựa game nặng hơn, xem là WS1 có hoạt động tốt không nhá. Còn về hiệu năng, như các bạn có thể thấy, hai máy đều có một hiệu năng là ngang bằng nhau, không chênh lệch nhau quá là nhiều. Có vào trước vào sau cũng chỉ là 1 giây cho đến 2 giây mà thôi. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau. Nếu muốn mình làm thêm gì về hai chiếc máy này thì hãy để lại bình luận phía dưới comment nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube chúng mình nhé. Bye bye!